Chúa theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Xong, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin mừng hôm nay là lời giáo huấn nối tiếp của Chúa Giêsu về nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần, Đấng không chỉ làm chứng về Chúa Giêsu, nhưng còn là Đấng tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và án phạt. Quả thế, trước những lo lắng của các môn đệ về sự ra đi của Chúa, Chúa Giêsu đã trấn an các ông bằng những lời an ủi đầy hy vọng. Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phụ Trợ sẽ không đến với các con. Sự an ủi này giúp các môn đệ hiểu hơn về sứ vụ mà Chúa Giêsu sẽ chuyển giao cho Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ đến để vạch trần tội lỗi của những kẻ không tin Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ loan báo cho mọi người thấy sự thật về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, Đấng đã phục sinh và trở về ngự trị bên Thiên Chúa Cha, chứ không phải là một sự dối trá đã bị các lãnh đạo Do Thái che đậy bằng một tin bịa đặt. Chúa Thánh Thần sẽ công bố án phạt cho tên thủ lãnh thế gian là ma quỷ, kẻ đã lừa dối tổ tông loài người là Adam và Eva. Ông bà đã sa ngã phạm tội phản nghịch lại Thiên Chúa, nên phải chịu luận phạt, chịu đau khổ và chịu chết. Đã hơn 20 thế kỷ trôi qua, Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong hội thánh để tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Ước chi mỗi người Kitô hữu luôn biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, biết kêu xin sự trợ giúp của Ngài để chúng ta được thoát khỏi sự mê hoặc của thế gian, thoát khỏi sự lôi kéo của ma quỷ vào tình trạng tội lỗi. Nhờ đó, mỗi người tín hữu chúng ta sẽ vui mừng đón nhận triều thiên hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta nhờ cuộc vượt qua của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì món quà vô cùng cao quý mà Chúa đã ban cho chúng con là chính Thánh Thần Chúa, để Ngài giúp chúng con sống ngay chính và xa lánh tội lỗi, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ Chúa đã trao ban cho chúng con.